hậu bê bối giường chiếu, Trần Phi Vũ đốn tim fan với tạo hình áo sơ mi trắng chuẩn nam thần. Trần Phi Vũ là một trong những sao nam tiềm năng của giới giải trí Hoa ngữ. Đặc biệt, sau thành công của vai nam chính trong Chiếc bật lửa và Vái công chúa, hợp tác cùng Trương Tịnh Nghi, anh chàng càng được khán giả yêu mến hơn nữa. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Trần Phi Vũ bất ngờ vướng vào bê bối khi loạt ảnh giường chiếu bị tung ra. Sau bê bối giường chiếu, hình ảnh và sự nghiệp của Trần Phi Vũ có dấu hiệu đi xuống thấy rõ. Anh chàng phải ở ẩn một thời gian dài để công chúng nguôi ngoai bớt. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng sự cố này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến con đường phát triển của sao nam này trong tương lai. Mới đây, Trần Phi Vũ đã lộ diện trong một hoạt động và khiến nhiều người không khỏi suýt xoa vì ngoại hình điển trai. Trong lần lộ diện này, Trần Phi Vũ để kiểu tóc đơn giản quen thuộc, điều khiến anh chàng như phát sáng trong mọi khung hình, đó là chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười rạng rỡ cực thu hút. Những hình ảnh này của Trần Phi Vũ khiến khán giả nhớ đến nam thần Lý Tuân trong Chiếc bật lửa và Vái công chúa lên sóng cách đây không lâu. Không thể phủ nhận được rằng bê bối giường chiếu đã ảnh hưởng đến Trần Phi Vũ, nhưng anh chàng vẫn còn cơ hội phát triển trong tương lai. Có ý kiến cho rằng nếu trong thời gian tới chàng thái tử Cbiz có được một bộ phim hot như Chiếc bật lửa và Vái công chúa thì chắc chắn có thể lấy lại hào cảm của khán giả. Được biết, sắp tới bộ phim điện ảnh Đếm ngược để nói yêu em do Trần Phi Vũ và Châu Dã đóng chính sẽ được công chiếu. Khán giả đang rất mong chờ vào màn thể hiện của hai ngôi sao trẻ trong dự án hợp tác lần này. Là đệ nhất mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh, Trần Đô Linh vẫn thua trước đối thủ của Địch Lệ Nhiệt Ba. Trường Nguyệt Tẫn Minh hiện đang là dự án cổ trang tiên hiệp, nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Trong phim, dù đảm nhận vai nữ chính, thế nhưng Bạch Lộc lại nhiều lần bị nhận xét là thua xa nữ phụ Trần Đô Linh. Với lợi thế nhan sắc xinh đẹp nhẹ nhàng, hợp cổ trang, Trần Đô Linh dễ dàng cân được nhiều kiểu trang phục khác nhau. Một trong những tạo hình ấn tượng nhất của Trần Đô Linh ở Trường Nguyệt Tẫn Minh chính là khi vào vai ác nữ Thiên Hoan, mang gương mặt xinh đẹp, dịu dàng của thánh nữ. Thiên Hoan có tạo hình đôn hoàng trắng cực tao nhã, nhan sắc xinh đẹp, ngập tràn tiên khí của cô nàng, được đánh giá là trái ngược hoàn toàn với lòng đố kỵ và ác tâm bên trong. Thế nhưng, dù xinh đẹp mỹ miều vượt mặt Bạch Lộc, Trần Đô Linh vẫn phải chịu lép vế khi cổ lực na chát diện trang phục đôn hoàng. Mới đây, khi tham gia chương trình Manh Thám Tra Án, nàng Hoa Tuyết Tân Cương đã lộ diện với một tạo hình cực xinh đẹp, bộ trang phục được đánh giá là rẻ tiền và khá phổ biến, nhưng khi mặc lên người cổ lực na chát lại cực kỳ lộng lẫy. Vốn sở hữu vẻ đẹp lai Tây, ấn tượng chẳng kém Địch Lệ Nhiệt Ba, cổ lực na chát còn được trời phú cho đường nét hài hòa. Chính vì vậy, dù cùng diện đồ cổ trang, nhưng cô nàng lại được đánh giá cao hơn hẳn nữ chính Em Là Niềm Kiêu Hãnh của anh. Diện tạo hình đôn hoàng, cổ lực na chát được nhận xét như thiên tiên hạ phàm, vừa đẹp mỹ miều lại vừa quyến rũ. Tuy diễn xuất không được đánh giá cao, thế nhưng không ai có thể phủ nhận được nhan sắc của cổ lực na chát luôn vô cùng ấn tượng. Hiện tạo hình đôn hoàng của cô nàng đang được dân tình truyền tai nhau mạnh mẽ. Triệu Lệ Dĩnh bị đào lại quá khứ vô ơn, không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài. Giữa ồn ào, Triệu Lệ Dĩnh được đề cử giải Bạch Ngọc Lan, tranh cúp cùng nhiều ngôi sao thực lực có tiếng, nữ diễn viên bất ngờ bị netizen đào lại quá khứ đáng quên, đối xử vô ơn với người quản lý cũ. Theo đó, trước khi trở thành diễn viên hot nhất nhì làng giải trí, nhờ siêu phẩm Hoa Thiên Cốt, ngôi sao sinh năm 1987 đã bị người quản lý cũ là Hách Như công khai chỉ trích trên Weibo cá nhân, nói rằng nếu bạn có ngoại hình không đẹp thì vẫn có thể thẩm mỹ chỉnh hình được, nhưng nếu nhân phẩm đạo đức kém thì sao mà chỉnh được đây. Dù trong bài đăng của Hách Như không chỉ cụ thể đích danh một ai, nhưng hầu hết cư dân mạng đều có chung suy đoán người quản lý này đang đá xéo Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài ra, Hách Như không chỉ tiết lộ nhiều đoạn ghi âm trò chuyện với bạn bè chê bai mặt mộc của ngôi sao Hữu Phỉ khác xa với vẻ ngoài hoàn hảo trên màn ảnh, mà còn tố Triệu Lệ Dĩnh vốn không hề ngây thơ như hình tượng cô đang thể hiện trước công chúng và truyền thông. Cô ta rất giỏi trong việc ra vẻ, nhưng nhà thì nghèo, không có nội hàm, đầu óc rỗng tuếch, lại còn vô cảm, chỉ được cái gương mặt dễ nhìn hơn người thường, Hách Như nói. Hách Như cũng cho biết, Triệu Lệ Dĩnh sau khi dựa vào quan hệ để nhận được vai chính trong Hoa Thiên Cốt, đã ngay lập tức đá Hách Như và nhanh chóng tìm một người đại diện mới để thay thế. Thời điểm người này đăng đàn bóc mẽ, Triệu Lệ Dĩnh đã phải hứng chịu cơn mưa gạch đá từ cộng đồng netizen với muôn vàn lời lẽ khó nghe, không thể lọt nổi tai. Thế nhưng, sau khi Hoa Thiên Cốt lên sóng, cư dân mạng lại đồng loạt quay xe,
chuyển sang mắng chửi Hách Như và ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh. Lý do là bởi chính biên kịch Hoa Thiên Cốt đã lên tiếng, tiết lộ ngôi sao họ Triệu đã tự mình đến casting nhờ sự hiểu biết sâu sắc mà cô được đoàn làm phim tin tưởng, chọn mặt gửi vàng, giao cho vai nữ chính. Thêm nữa, khi đó còn xuất hiện tin đồn, vì có sự can thiệp và tác động từ Hách Như mà suýt chút nữa Triệu Lệ Dĩnh bị tuột mất vai chính Hoa Thiên Cốt, vì thế cô mới quyết định đoạn tuyệt quan hệ với người quản lý. Hoa Thiên Cốt được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh, đưa cô từ một diễn viên bình thường trở thành tên tuổi lớn, được người người để mắt tới và săn đón nhiệt tình. Sau Hoa Thiên Cốt, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục ghi điểm, vươn lên hạng sao hạng A với Sở Kiều Chuyện, Mình Lan Chuyện, Thanh Vân Trí. Phim của Angela Baby và Tống Uy Long tung poster lộ diện mỹ nhân có tạo hình đẹp hơn nữ chính. Cách đây không lâu, Angela Baby đã chính thức xác nhận sẽ vào vai nữ chính trong dự án Tương Tư Lệnh. Lần này, nàng tiểu hoa 85 tiếp tục hợp tác cùng một sao nam kém tuổi là Tống Uy Long. Ngay từ những hình ảnh hậu trường đầu tiên, cặp đôi đã nhận được nhiều sự khen ngợi của khán giả vì tạo hình đẹp bắt mắt. Poster chính thức đầu tiên của Tương Tư Lệnh cũng được đánh giá rất cao. Lần đầu lộ diện chính thức trên poster, Angela Baby khoe góc nghiêng cùng nhan sắc cực phẩm. Tạo hình cổ trang của cô nàng khiến dân tình mê mẩn vì quá dịu dàng xinh đẹp. Trong khi đó, nam chính Tống Uy Long lại đối lập với phong thái mạnh mẽ oai hùng, tạo hình mỹ nam dị tộc của anh chàng được khán giả cực kỳ mong đợi. Bên cạnh đó, dàn nhân vật phụ của Tương Tư Lệnh cũng được đánh giá rất cao. Nam thứ Nhậm Hào có tạo hình đơn giản nhưng vẫn cực điển trai, hút mắt. Đặc biệt, tạo hình của nữ phụ Bạch Băng Khả được đánh giá rất cao. Đặt lên bàn cân so sánh, cư dân mạng cho rằng tạo hình dị tộc của cô nàng còn lộng lẫy hơn cả nữ chính do Angela Baby đóng. Dự án Tương Tư Lệnh được khán giả đánh giá rất cao trong khoản tạo hình. Tuy nhiên, diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là nam nữ chính, khiến nhiều người không khỏi lo ngại. Angela Baby vốn mang mác bình hoa di động, diễn xuất bao năm không tiến bộ. Tống Uy Long cũng thường bị đánh giá không cao, khán giả lo ngại nếu nam nữ chính không cải thiện diễn xuất, Tương Tư Lệnh có thể sẽ gặp thất bại lớn. Tương Tư Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết Cướp Được Tân Nương của Tịch Quyên. Phim có nội dung xoay quanh nhân vật quân Ỷ La mang hai thân phận, ngoài đường là con trai của quân phi phàm, nhưng về nhà thì sống với bản dạng thật là nữ giới. Mọi chuyện bắt đầu gai go khi cô bị bắt đến Bắc Huyền Nam 20 tuổi, biệt tâm biệt tích. Lúc này cô gặp Huyền Liệt, người biết cô là nữ cải nam trang và từ đây có với nhau mối tình đầy nước mắt. La Vân Hy nhận cái kết đắng khi cố tăng cân để chiều lòng fan. La Vân Hy được mệnh danh là hình mẫu cổ trang tiêu chuẩn của phái nam tại Cbiz. Nhiều tạo hình của nam diễn viên đã được xin nét phong thần vì quá xinh đẹp. Sau Hương Mật Tựa Khói Xương hay Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, La Vân Hy đang gây sốt trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, đóng cùng Bạch Lộc. Trong lần trở lại này, La Vân Hy nhận nhiều ý kiến trái chiều vì quá gầy. Có thông tin nam diễn viên đang cố gắng tăng cân bằng nhiều cách khác nhau. Trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hy được khen ngợi hết lời vì diễn xuất biến hóa đa dạng. Truyền thông xứ Trung và khán giả đều đồng loạt thừa nhận nam diễn viên có sự trưởng thành rõ rệt về kỹ năng diễn xuất nếu so với các vai diễn trong quá khứ. Tuy nhiên, một điểm chửi lớn trong vai diễn mới của La Vân Hy được khán giả nhắn đến, đó là dáng vẻ ốm yếu của nam diễn viên. Mặc dù fan đã lên tiếng đính chính cho anh rằng sự ốm yếu này có liên quan đến quá khứ của nhân vật Đàm Đài Tẫn do anh đảm nhiệm, tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu cho nam diễn viên, có người còn chỉ trích anh không quản lý tốt thể trạng cơ thể. Để đáp sự lo lắng từ khán giả, La Vân Hy liên tục đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh các bữa ăn trong ngày của mình. Có lần, anh còn chia sẻ rằng mình vừa ăn vừa xem Trường Nguyệt Tẫn Minh, đặc biệt là còn hỏi fan về công thức nấu ăn, bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu La Vân Hy chiều lòng fan như thế nào. Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng lại được fan nháo nhào khi nghe tin La Vân Hy gặp nhiều khó khăn khi cố tăng cân. Theo đó, một blogger đăng bài lên Weibo tiết lộ, nam chính Trường Nguyệt Tẫn Minh đang cố gắng ăn thật nhiều để tăng cân. Anh ăn 5 bữa một ngày, đặt cả báo thức để ăn vào buổi tối. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết, La Vân Hy cứ ăn vào là nôn. Điều này không tốt chút nào. Được biết, phía La Vân Hy chưa lên tiếng phản hồi về thông tin mà blogger chia sẻ. Song khán giả đã để lại nhiều bình luận mang tính động viên nam diễn viên. Đa phần công chúng đều mong rằng La Vân Hy sẽ tăng cân thành công và không khiến sức khỏe của bản thân bị suy yếu. Đồng thời, netizen cũng mong mọi người đừng quá khắt khe với nam diễn viên, rất có thể anh thuộc thể trạng khó tăng cân.
Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.